Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thanh Lâm. Và tiếp tục trong cái video clip hôm nay, Lâm sẽ giới thiệu cho các anh chị hai cái luống của Lâm hiện tại đang có một số cây đang có hoa này các anh chị ha, để cho các anh chị biết cái mặt hoa đó là mặt hoa gì đó. Này các anh chị, rất là đẹp luôn. Đây nè, nó nở nè các anh chị ha, rất là đẹp luôn. Cái này dòng này nó thơm nhẹ nha các chị, không có thơm mạnh lắm nhưng mà nó thơm nhẹ. Nó cánh hoa nè, nó bay rất là đẹp luôn nè. Nằm cánh trắng lưỡi tím đỏ đỏ ha các chị. Đây là cái dòng gì, nhiều các anh chị nhìn vô là biết cái mặt hoa liền. Nó còn nhiều anh chị mới chơi thì chưa có biết á, thì Lâm cũng giới thiệu luôn. Đây chính là bà liễu xưa. Đó, cái cây hoa bối thôi các anh chị ha. Cái cây hoa bối thôi nha. Hoa bối nè, cây tầm 30 mấy cm à. Mà có vòi hoa nó rất là dài luôn nè các anh chị. Vòi hoa rất dài luôn nè. Đó. Là khi mà ship hàng đi cho các anh chị á, Lâm sẽ đóng cho các anh chị những cái cây như thế này. Cây đang nở ngọn ha, để mà Tết mình có chơi Tết á. Chứ mà nay mà mình mua những cái cây như vậy thì đâu có chơi Tết. Cũng có thể chơi nhưng mà về nhà với điều kiện các anh chị sẽ cắt vòi. Cắt vòi là sao? Là mình cắt vòi hoa bối này nè, để cho cái nát tiếp theo nó nhú lên nữa nè các anh chị thấy không? Đó, mà cái này nó nhú một lượt hai vòi luôn nè các anh chị. Đó, cây của Lâm rất là đẹp ha, mướt mượt luôn. Nè Lâm mới tưới thuốc trị nấm nè, trị nấm bệnh hôm rày mưa đó. Đó, nên Lâm phải tưới để cho nó ngừa bệnh. Nó không có thấy một cái lá vàng luôn, tại vì cái luống của Lâm rất là đẹp luôn nè các anh chị thấy không? Đó, cây đang đi ngọn ha, nở ngọn nè. Một găng tay, hai găng tay nè, tầm ba mấy sen các anh chị. Nó rất là đẹp. Lâm cũng chỉ cho các anh chị một cái kinh nghiệm mà mua lan bà liễu xưa nha. Mua lan bà liễu xưa mình mua những cái cây nó đi ngọn như thế này nè các anh chị. Là nó nở cái lá ngọn nha, nở cái lá ngọn. Chứ mình không có mua những cái loại mà cái lá ngọn nó bị túm nha các anh chị. Lá ngọn có nó bị túm, nó giống như các anh chị đang nhìn thấy trên màn hình của mình á. Những lá ngọn đó bị túm đó là những cái cây mà cái gen của nó bị lỗi. Cái gen của nó đã bị lỗi rồi, là cây bố mẹ nó đã bị lỗi á. Tức là người ta cấy mô ra, cái cây nó đã bị lỗi thì nó cái túm cái lá ngọn lại. Như thế thì khi mà mình tưới nước anh chị thấy không? Khi mà mình tưới nước thì nước nó sẽ đựng ở trong cái lá ngọn đó và nó sẽ gây ra úng cái ngọn. Nó không ra hoa được. Nếu nó ra hoa thì nó cũng không có đạt anh chị. Đó là những cây cái gen của nó bị lỗi. Ha, cái gen của nó bị lỗi nên Lâm sẽ không có. Lâm cũng có một số cây đó nhưng mà Lâm bỏ hết ráo rồi. Những cái cây đó là Lâm đốt bỏ luôn các anh chị, tức là những cái cây đó nó bị lỗi rồi thì mình không thể bán cho khách. Còn các anh chị nào ham mà rẻ mà cây như thế mà thấy người ta bán livestream mà nó rẻ các anh chị, đè nhau mua về nhà các anh chị, tiền của mình đâu phải là nó lá mít đâu. Ở 1.000, 2.000 cũng là tiền mà người ta bán rẻ, nhưng mà người ta giống như những anh chị mà không biết á, không có kinh nghiệm á, thì mình sẽ bị lừa về nhà mình trồng thì mình ôm cái cục tức vô người thôi. Trồng lan là gì các anh chị? Là mình sẽ mua lan về trồng để mà xả stress đó. Thì Lâm hy vọng là những cái cây lan của Lâm thiệt là tốt như vậy sẽ tạo cảm hứng cho các anh chị ha, sẽ truyền cảm hứng tiếp cho các anh chị để mà tiếp tục mua ủng hộ Lâm những cái loại lan khác đó, rất là nhiều luôn. Nhưng mà hôm nay Lâm sẽ giới thiệu cho các anh chị hai loại thôi nha. Thứ nhất là bà liễu xưa nè, nó bà liễu xưa thì mặt hoa các anh chị cũng thấy rồi, mà khi mà vô chậu to thì các anh chị thấy trên màn hình không, rất là đẹp luôn đó. Thì giá của mình hôm nay đồng giá hết luôn. Thôi giới thiệu trước đi. Còn cái này là đa văn xưa này các anh chị nè, cũng là hoa bói luôn. Cái này sau này nó cũng cao y như bà liễu nha các anh chị. Cái này Lâm thường thấy trong các cuộc thi đều có nó hết á, tại vì hoa của nó rất là khủng khiếp nè các anh chị ha. Nè, đa văn xưa hoa của nó rất khủng khiếp luôn. Cái này hoa bói thôi, giờ bữa Lâm cắt á. cái nát tiếp theo nó u nè đó. Cái này là hàng, này hàng xúc Tết các anh chị. Những cái cây này là xúc Tết nè, nguyên cái luống của Lâm nè đó, nguyên cái luống của Lâm nè. Cây rất là đẹp luôn nha, cây khủng khiếp đẹp luôn á nó nè các anh chị. Đó, cây đẹp ư là đẹp luôn. Cũng ngang ngang với bà liễu nè ha. Đó, hai loại này các anh chị có thể ghép chung một chậu được nha. Tại vì nhiều anh chị hỏi Lâm lan này mình ghép nhiều màu vô một chậu được hay không.
vẫn được nhưng các anh chị, vẫn được, nhưng mà mình phải biết là cái tốc độ sinh trưởng của những cái loại lan đó nó có bằng nhau hay không. Ví dụ như hai cái lan là đen rô bà liễu xưa với lại đa văn xưa này, là hai cái loại này tốc độ phát triển nó gần giống với nhau, nên những cái cây khi mà nó lên các anh chị nó sẽ bằng với nhau, nó sẽ tròn cái chậu nó đẹp ha. Còn ví dụ như mình trồng bà liễu đi với ben soda đi ha, ben soda cái cây đó thì tốc độ phát triển nó rất là chậm, nó chậm hơn nhưng mà hoa nó rất là thơm, đúng không? Thì mình có thể là mà mình trồng à bà liễu mình trồng ba cây ở giữa, rồi ben soda mình sẽ trồng ở xung quanh chậu ở bìa nó, để ở giữa nó sẽ lên cao, còn ở bìa mốt nó sẽ làm phân tầng các anh chị ha, phân tầng làm hai tầng. Còn cái này mình trồng 6 cây vô một chậu vẫn được, 3 cây vô một chậu vẫn được. Thì hôm nay Lâm sẽ giới thiệu cho các anh chị luôn. Đây là cái luống bà liễu xưa nha. Đây là cái luống bà liễu xưa, còn đây là cái luống đa văn xưa. Thì hai cái dòng này rất là hot luôn. Lâu lắm mới có giống đa văn xưa trở lại nè các anh chị ha. Nó rất là đẹp luôn các anh chị, rất đẹp luôn. Thì hôm nay tại vì cuối tuần này thứ bảy và chủ nhật Lâm ở nhà bận đám giỗ, giỗ của bà nội, nên Lâm sẽ không đóng hàng đi được. Nên hôm nay Lâm tranh thủ luôn, Lâm tranh thủ Lâm giới thiệu cho các anh chị hai loại thôi, chứ giới thiệu nhiều quá đóng không kịp anh chị ha. Tại vì các anh chị ủng hộ Lâm rất là nhiều luôn. Và hàng của Lâm, tại vì Lâm trồng bằng than các anh chị, Lâm trồng bằng than nè, Lâm trồng hoàn toàn bằng than luôn đó. Loại nào cũng bằng than hết, nên về nhà các anh chị muốn sang chậu là rút chậu ra thôi đó. Nên Lâm tranh thủ Lâm xuất cho các anh chị hai lô này. Đóng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đóng 3 ngày là sạch sẽ mấy cái luống này. Tại vì cái này là hàng Tết nha các anh chị, hàng Tết. Nó mình đừng để là đến Tết mình mới mua, đến Tết mới mua chắc chắn là khi mà ship những cái vòi hoa lên thế này, vòi hoa như thế này nó dễ bị gãy lắm các anh chị, với lại nó sốc. Đó. Bây giờ mình trồng mình chuẩn bị trước cho trước Tết luôn ha. Đó, đợi tới Tết thì mình mua bánh kẹo rồi quần áo rồi thôi. Còn cái hoa thì khỏi phải chê nữa, mua của em Lâm về chuẩn bị Tết là khỏe ru luôn đó. Thì combo bữa nay, combo nếu mà các anh chị 60.000 một chậu thì đen rô nắng trước giờ Lâm vẫn bán cho các anh chị là 60.000 một chậu. Khi các anh chị mua 3 chậu thì Lâm đã miễn phí ship rồi. Ví dụ như các anh chị mua 3 chậu bà liễu cũng được, hoặc các anh chị mua 3 chậu đa văn cũng được. Hoặc là các anh chị khi mà các anh chị mua combo 6 chậu, Lâm sẽ hôm nay luôn nha, hôm nay luôn. Các anh chị nào đặc biệt hôm nay mà các anh chị đặt hàng kịp á thì Lâm sẽ tặng một chậu ha. Tức là mua combo 6 chậu Lâm sẽ tính tiền có 5 chậu thôi. Tức là mua 5 tặng 1 cho hôm nay nữa, cho hai cái luống này anh chị ha. Để các anh chị về nhà các anh chị chơi cho nó đã. Nó giống như Lâm tặng trước rồi. Tại vì sao các anh chị? Giống như là khi mà đóng hàng đi lỡ như có bị rủi ro trục trặc gì đó, là cái thùng nó bị mớp gì đó ha. Mớp gì đó thì cái lá của nó, ví dụ như cái lá của nó cụp xuống và nó bị nứt, nó gãy hay gãy thì các anh chị thông cảm giúp Lâm. Thì giống như bây giờ Lâm đã tặng trước cho các anh chị rồi. Đó, các anh chị khỏi có cơ hội phải phàn nàn Lâm luôn. Đó là Lâm tặng trước luôn. À, đã không? Đó thì các anh chị mua 3 chậu là Lâm đã bao ship nha. 3 chậu là 180k. Rồi, khi mua 6 chậu là đáng lẽ là 6 chậu là 360k, nhưng mà Lâm sẽ tặng các anh chị 60k là còn có 300k thôi. Tức là 300.000 ha, 300.000 là mình được 6 chậu, mua 5 tặng 1 các anh chị ha, mua 5 tặng 1 là vậy đó. Nó quá đã luôn. Thôi ôi, ráng các anh chị ha. Nhớ kinh nghiệm nha, mình mua bà liễu mua chậu những cái lá ngọn cho nó nở lá các anh chị ha. Nó nở lá như thế này cho nó đẹp. Ồ, quá đẹp luôn. Đó, còn này đa văn xưa thì nó không bị lỗi đâu. Đan xưa trước giờ làm chưa thấy bị lỗi. Có bà liễu là nó bị lỗi mà các anh chị không biết á là bị lừa ngay ha. Nên Lâm, các anh chị có thể mua những chỗ khác hay gì đó thì mình phải biết kinh nghiệm trước ha. Đó là các anh chị này đa văn xưa. Thì các anh chị nào đặt hàng thì cứ liên hệ với Lâm qua số điện thoại là 0978 813282, nhắn tin cho Lâm cũng được hoặc là Zalo cho Lâm cũng được. Nhanh nha các anh chị, để hết chương trình khuyến mãi nha. Lâm chuẩn bị hết chương trình khuyến mãi rồi đó. Thì các anh chị nào á còn lấy hai cái luống này á thì tranh thủ lấy nha, bà liễu xưa với lại đa văn xưa đó, không còn nhiều đâu. Đó, sức Tết luôn, bây giờ mua vẫn còn kịp nha các anh chị, chứ vài bữa nữa là hết, không còn, sạch sẽ luôn. Đó, anh chị ha. Còn các anh chị nào chưa đăng ký kênh á thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, tại vì đăng ký kênh của Lâm nhấn vào cái chuông thông báo thì sao? Thì khi mà Lâm đăng những cái clip phía ngoài lên cho các anh chị như thế này thì các anh chị sẽ nhận được ngay và sẽ mua được những cái cây thiệt là chất lượng ở bên vườn Hoa Lan Thanh Lâm các anh chị ha. Rồi, Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.